Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một thông tin về những cái sự kiện trong tháng 3 này rất là thơm tho luôn, giúp cho các bạn có cơ hội sở hữu những cái con thú cưng bậc S hoàn toàn miễn phí các bạn ơi. Thì lúc nãy mình vừa tham gia nhẹ nhẹ cái sự kiện này và rất may mắn là mình đã sở hữu thêm được một cái con của Vĩ Hồ này. Đó các bạn thấy không, con bé hoàn toàn mới tinh luôn, vừa mới ra lò luôn các bạn ạ. Như vậy, sự kiện gì mà lại thơm như vậy thì các bạn hãy cùng theo dõi những cái thông tin sau đây. Hiện tại thì nếu mà các bạn nào theo dõi web hoặc là trên fanpage thì chắc chắn cũng đã nhận được cái tin đó là long tin server S22 để nhận rebate S nha. Đó, thì cái sự kiện này đó là nó sẽ áp dụng cho ngày mai, đó là ngày 13 tháng 3 lúc 8 giờ thì server S22 sẽ mở. Lúc này các bạn sẽ tham gia sự kiện bằng cách long tin, bằng cách là chúng ta sẽ like và share một cái đoạn video. Sau đó các bạn tag thêm 3 người hảo hữu của mình vào nữa. Thì cái đoạn video các bạn có thể nhấp vào cái link ở đây. Mình sẽ để cái link trong cái phần mô tả video nha các bạn. Nó chỉ là một cái đoạn video ngắn thôi. Đây là cái đoạn video đây. Một cái đoạn video rất là ngắn. Như thế này. Đó. Mình chỉ cần like, sau đó mình chia sẻ về từng cá nhân của mình, sau đó mình bình luận tag thêm 3 người bạn của mình vào. Đó, thì các bạn đã gần như là tương đối hoàn thành được cái sự kiện này. Tiếp theo các bạn sẽ nhập thông tin cái con số may mắn mà các bạn dự đoán ở cái link này. Đó, các bạn sẽ dự đoán con số may mắn là link Facebook, tên in game rồi U. Cái UEID này á, nó chính là cái dãy số trong cái phần cài đặt này nha các bạn ơi. Đây, cái dãy số này đây, chứ không phải là cái ID nhân vật các bạn nha, lưu ý tránh nhầm lẫn nha các bạn, để các bạn không hiểu chúng ta làm sai đó. Rồi server đang chơi, class thiếu hiệp đang chơi là cái môn phái các bạn đang chơi. Rồi, bet bạn muốn nhận thì các bạn cũng comment vào trong này luôn. Thì khi mà chúng ta trúng được giải á, thì nó sẽ gửi về cho các bạn. Đó, như vậy cái sự kiện này các bạn lưu ý nha, cái sự kiện long tin này, long tin ít server S22 nhưng sẽ áp dụng cho tất cả người chơi ở tất cả các server nha các bạn ơi. Đó, lưu ý nha, áp dụng cho tất cả người chơi, do đó các bạn hãy nhớ tham gia để biết đâu mình sẽ được may mắn. Như vậy lúc nãy mình nói mình vừa nhận được một con bet S, mà cái sự kiện này ngày mai mới diễn ra thì lấy đâu ra con bet S của mình nhận. Như vậy sẽ có một cái sự kiện khác để giúp các bạn có cơ hội nhận bet S nữa. Rồi cùng xem tiếp các bạn ơi. Rồi ngoài ra nó sẽ có một cái ưu đãi đầu sức đèn màu vĩnh viễn nha các bạn, đèn màu á nha. Đó, nó sẽ cái này thì sẽ áp dụng cho cái server S22 thôi. Thì duy nhất ngày đầu mở server đó là ngày 13 tháng 3 tại cái sự kiện đó là Thần Đế Ban Tặng, thì nó sẽ bán cái đầu sức này với giá là 680 vàng và các bạn có thể gia hàng vĩnh viễn bằng 3.000 cái thiên tâm sa. Đây, cái đầu sức này các bạn có thể xem trong cái video, chúng ta có thể thấy được cái đầu sức đèn màu, mình cho các bạn xem đây. Đó, đầu sức liền màu nè, đó, chớp á, thấy không các bạn ơi, đó, nó là như vậy. Thì để bạn nào thích chơi ngoài trang các bạn có thể sở hữu được nó nha. Rồi, ngoài ra những cái hoạt động giống như những server khác, ví dụ như là đăng nhập điểm danh để nhận quà, để các bạn nhận vũ khí xích kim nè, thời trang thủy mặc lung linh, đó, 7 ngày. Thần thú gấu trúc cute, cái này thì bạn nào chắc cũng nhận được rồi, tại vì chơi server cũ cũng có. Rồi một cái combo tọa kỵ và vest gấu trúc nữa nè các bạn ạ. Rồi ưu đãi nạp lần đầu, cái này các bạn cũng đã biết rồi. Rồi một cái sự kiện rất thơm tho đây, đó chính là một cái code chung hoàn toàn mới các bạn ạ. Một cái code chung hoàn toàn mới nha. Đây cái code màu đỏ chét ở đây nè. Thì sau khi nhập cái code này vào á, các bạn sẽ nhận được 5 món quà. Đó là vé triệu hồi hiếm 5 cái, một con bét lan thử, một cái bùa chiêu tài, rồi ngoại trang lụa thiêu hoa 7 ngày và một cái danh hiệu nhất phẩm tiêu phong. Thì lúc nãy mình đã nhập code và mình nhận thư, ở đây. Sau đó mình bắt đầu mình lấy cái vé triệu hồi hiếm đó mình quay các bạn ơi, và may mắn là con lan thử chắc chắn sẽ nhận được rồi. May mắn là mình được thêm một cái con của Vĩ Hồ này nữa. Thì đây là một cái trò chơi nhân phẩm để xem là nhân phẩm các bạn có tốt hay không nha. Các bạn hãy cứ thử đi, trời ơi tôi đang làm video mà ổng lên ổng đồ sát tôi nè anh em ơi, ghê chưa. Chuẩn bị rồi thôi, về thành thôi, 200 mấy k lực chiến thì mình chịu anh em ạ. Rồi đó, thì mình vừa giới thiệu xong cho các bạn một cái sự kiện cực kỳ thơm tho luôn. Ngoài ra thì hiện tại bên Tuyết Ưng cũng có cái sự kiện để giúp các bạn sở hữu thêm cái con bet 2S. Thì các bạn có thể tham khảo cái sự kiện này ở trong cái phần
tin tức của bên trang chủ Vin của Tiết Ân đó các bạn ơi. Đó là đua hạng tiêu phí để nhận được cái con vest kim tôm. Thời gian nó sẽ mở từ ngày 12 tháng 3 nha, cho đến hết ngày 19 tháng 3 thì chính thức là ngày hôm nay các bạn ạ. Cái này thì mình sẽ cho các bạn xem trong cái giao diện trực tiếp luôn. Mới đây về lãnh địa gia tộc lẽ giá mang. Đó thì ở đây chúng ta sẽ đua hạng tiêu phí và các bạn xem phần thưởng cuối mùa đây. Điều kiện để đạt được là các bạn phải tiêu phí đạt 5.000 vàng nha. Cái này áp dụng cho những bạn nào gọi là chịu chơi chúng ta nạp để đua top hoặc là năng lực chiến. Thì top 1 các bạn sẽ được một cái con kim tôm thủ tiên, rồi một cái ngoại trang xí phượng kim sa, rồi thêm 20 cái hư không tinh ngọc nè các bạn ạ. Đó, những bạn nào đã có ngoại trang này rồi, các bạn lưu ý là chúng ta hãy gia hạn vĩnh viễn nó trước khi nhận thư nha các bạn. Các bạn gia hạn trước khi nhận thư để chúng ta, lúc mà các bạn nhận thư thì nó sẽ quy đổi cái này về cái kim tâm sa để các bạn có thể sử dụng cái kim tâm sa đó mục đích khác. Đó, thời gian nội dung ghi rất rõ ràng ở trên này luôn, các bạn có thể tham khảo. Thì mình vừa giới thiệu xong cho các bạn những cái sự kiện gọi là khá là hot trong cái tháng 3 này vừa mới cập nhật luôn các bạn ơi. Và hy vọng là các bạn sẽ có được cái sự may mắn để chúng ta sở hữu được những con bet S nha. Mình chỉ dám chúc các bạn nhận con bet S thôi. Còn những bạn nào gọi là đại gia đầu tư thì các bạn cố gắng lấy con bet 2S để chúng ta nâng tầm sức mạnh của mình lên. Rồi, hy vọng những thông tin mình vừa chia sẻ cho các bạn sẽ hữu ích, giúp cho các bạn có thêm những phần thưởng có giá trị trong game Tuyết Ưng. Mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn các bạn ở những video sau. Trời ơi, tôi cũng mới tính là làm cái video xong mà chạy về thành để làm mấy hoạt động anh em ạ. Rồi nó tiễn tôi về luôn lẹ giá mang, khỏi mất công phải phù phải biến à. Khổ quá.